Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 1995. Tháng 2 sắp hết, mình sắp tới tháng 3. Tháng này chỉ có 28 ngày thôi. Chúng ta đang ở tại sân thượng trong khóa tu mùa đông. Hôm thứ ba chúng ta có tập hợp lại để làm bài kiểm điểm. Ngày hôm qua thầy đã đọc được khoảng một nửa, 50% những cái bài viết. Và có những bài đã làm cho thầy rất rất vui. Ngày hôm đó chúng ta đã có nhắc rằng rằng là đó không phải là một cái bài thi như là ở trường học, mà là một bài kiểm điểm. Và cái buổi đó là một buổi thực tập như là bất cứ một cái buổi thực tập nào khác, giống như là một buổi pháp đàm hay là một buổi thiền tọa hay là một buổi thiền hành, thì cái giờ chúng ta ngồi để mà viết bài đó cũng là một buổi thực tập. Tại vì khi mình dùng cái định lực của mình để quán chiếu, để nhìn lại cái tình trạng hiện tại của sự tu học của mình, đó là thiền quán. Và vì vậy cho nên trong khi mà chúng ta viết bài đó là chúng ta thực tập thiền quán. Đó là mục đích thứ nhất. Mình thấy mình rõ hơn sau khi mình làm bài xong. Trước đó mình có thể nghĩ rằng mình đã biết mình rồi. Nhưng mà sau khi viết bài rồi, sau 1 giờ rưỡi hoặc là 2 giờ thực tập thì mình thấy rõ hơn. Cái mục đích thứ hai của cái buổi khảo nghiệm đó là để giúp thầy biết thêm về cái tình trạng tu học của mình, để thầy có thể cống hiến những cái giáo lý và những cái pháp môn nó có thể thích hợp cho mình. Điều này rất là quan trọng. Tại vì khi mình muốn chia sẻ cái giáo lý và cái thực nghiệm của mình với người khác á, thì mình phải có một cái nhìn khá rõ ràng về cái thính chúng, về những cái người mình muốn giúp. Đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng ở trong đạo Phật, gọi là nguyên tắc khí cơ. Thứ năm tuần trước có hai người ký giả ở Hoa Kỳ qua thăm thầy. Họ đến viết một bài về thầy. Thì cố nhiên là họ ở đây một ngày một đêm trước khi gặp thầy, và tuy nhiên chưa gặp thầy nhưng mà đã gặp tăng thân của thầy rồi. Vì vậy cho nên cái tăng thân của thầy cũng là thầy. Và khi mà họ đi vào phỏng vấn á, thì thầy cho họ uống trà trước và thầy nói: "Tôi có thể hỏi quý vị một vài câu hỏi được hay không? Một cái tờ báo của quý vị là viết cho ai?"
độc giả là những người nào. Và chính quý vị đã tới với đạo Bụt như thế nào, quý vị thực tập theo pháp môn nào. Và những câu hỏi đó nó rất cần thiết trước khi mình có thể mở miệng nói ra một điều gì. Đó là sự thực tập khế cơ. Và các vị sau này sẽ phải ra để giúp đời, nên quý vị phải biết những cái đó, phải học những cái đó. Mình không có thể múa võ ở trong hư không được. Nó phải có đối tượng. Và đối tượng đó mình phải nắm vững, mình phải biết rằng mình đang nói với ai, cái căn cơ như thế nào, cái tầm hiểu biết như thế nào. Trong đại chúng có những người thỉnh thoảng có viết thơ cho thầy, có thể một tháng hay là hai tháng hay là nửa tháng viết cho thầy một cái thơ, có thể là thơ ngắn, thơ dài, nói về cái hạnh phúc, cái đau khổ, cái khó khăn, cái thực tập của mình. Thì giữa thầy với những người đó nó có cái sự liên lạc rất tốt. Cho nên những người đó mới viết cho thầy một cách dễ dàng được. Còn các vị khác đôi khi cảm thấy khó tiếp xúc với thầy, tại vì những cái mặc cảm, có khi lầm lẫn thầy với là bố của họ hay là một người nào trong gia đình của họ. Thành thử ra có cảm tưởng rằng là tiếp xúc nó hơi khó khăn. Vậy thì cái buổi khảo nghiệm này nó có mục đích là viết cho thầy một cái thơ. Viết cho thầy một cái thơ nói về cái tình trạng tu học của mình, cái vui, cái buồn, cái thành công, cái thất bại của mình. Và đó là một cái cơ hội để mình có thể thiết lập thêm cái sự thông cảm giữa mình với thầy. Điều này rất là quan trọng. Và những người nào không viết thư thì cái hôm đó là một cái cơ hội để viết một cái thơ. Và một cơ hội để cho thầy thăm hỏi, thăm hỏi về cái tình trạng của mình, thăm hỏi về cái sự tu học, cái hạnh phúc của mình. Tại vì nếu quý vị còn nhớ lại thì những câu hỏi đó là những câu hỏi có mục đích thăm hỏi. Ví dụ câu thứ nhất nói là sức khỏe như thế nào? Sức khỏe của sư chú như thế nào? Sức khỏe của sư cô như thế nào? Và đó đích thực là một câu hỏi. Và nhất là câu hỏi đó có nói rõ là sức khỏe bây giờ so với trước như thế nào? Trước đây 3 tháng là như thế nào? Câu hỏi thứ hai là về chuyện ăn uống như thế nào. Có những vị đã viết rất kỹ lưỡng về chuyện ăn uống của họ. Tại vì cái chuyện ăn uống nó có liên hệ tới sức khỏe rất nhiều. Có những người họ thấy sức khỏe họ tăng tiến chỉ vì về lần hồng không có ăn ngoài cái giờ của chúng ăn cơm. Ở trong gia đình mình có cái tủ lạnh đó. Thành khi mà buồn nó cứ tới mở tủ lạnh nhai. Và vì vậy cho nên cái sức khỏe của mình nó cũng tùy thuộc theo cái đó. Còn về làng nhập chúng tu học đó, thì phải đợi tới giờ mới ăn cơm. Nổi cái chuyện đó thôi.
cũng đủ làm cho cái tình trạng sức khỏe của mình tăng tiến lên rồi. Huống hồ là mình ăn theo đúng cái phương pháp của làng. Có một vài người mới đến chưa có thấm tương trao của làng, chưa có thấm giáo lý và thực tập của làng. Trả lời câu hỏi thứ hai, con ăn uống bình thường. Con uống bình thường làm sao? Là tại vì ăn ở làng Hồng là một pháp môn thực tập. Và nếu mình chưa biết cái phương pháp ăn ở làng Hồng thì mình còn thiếu lắm. Trong khi ăn, mình phải thiết lập chánh niệm như thế nào, mình phải để ý tới cái gì, mình phải nhai như thế nào, và mình phải chọn lựa thức ăn như thế nào. Những cái đó ở làng Hồng dạy rất kỹ. Và vì vậy cho nên nếu mà mình trả lời bạch thầy, con ăn uống bình thường, thì cái câu đó đâu phải là câu trả lời. Hai câu đó nó có liên hệ với nhau. Câu thứ nhất về sức khỏe, câu thứ nhì về sự ăn uống. Ví dụ như thầy giáo viên thì thầy viết rằng cái tình trạng sức khỏe của thầy nó thay đổi một cách rất là kỳ diệu. Những cái khổ đau thuộc về thân xác của thầy nó biến mất vào khoảng 90%. Là nhờ cái phương pháp ăn, phương pháp rửa ruột rồi ăn. Rồi thầy nói rất rõ thầy ăn như thế nào, chọn lựa các thức ăn như thế nào. Rồi thầy có nói cái này là thầy ăn ít nhưng thầy ăn rất ngon, sức khỏe tăng tấn, nhưng mà thỉnh thoảng thầy có nhận thức rằng là đôi khi mình ăn nhiều hơn cái lượng thức ăn mà mình cần đến. Và thầy nhất quyết sẽ thực tập để bớt đi cái lượng thức ăn mà mình ăn. Tại vì ăn quá cái lượng đó nó không có ích lợi gì, mà nó lại có hại. Tại vì ở làng Hồng khi mà mình thực tập cái chuyện rửa ruột xong rồi đó, thì trong thời gian rửa ruột đó, thì mình ăn rất ít, ăn bánh mì khô, nhai rất kỹ, nhai một miếng bánh mì khô trộn với là 1/3 muỗng cà phê sữa, muỗng sữa, muỗng nhỏ đó, muỗng cà phê đó. Và mình nhai tới 50 lần. Và nhai như vậy thì cái bánh mì
bánh mì khô nó trở thành rất ngọt và cứ rất ngon. Cho đến nỗi mình có cảm tưởng rằng không có cái gì ở trên đời mà nó ngon bằng cái miếng bánh mì khô đó. Rất ngọt và rất ngon. Tất cả các vị đã từng thực tập ăn bánh mì khô để rửa ruột. Tất cả những vị đã đi qua một cái khóa rửa ruột thì thấy được điều đó. Chỉ có một muỗng bánh mì thôi mà ăn nó ngon như là thức thực phẩm ở trên cung trời đau lợi. Và khi mà mình sau cái thời gian đó thì bắt đầu mình ăn thêm, và cái bao tử của mình nó nói cho mình biết là ăn bao nhiêu thì đủ, rất rõ ràng. Nhưng mà nếu mình không có lắng nghe nó mà mình ăn quá cái số lượng thực phẩm mà thân thể mình cần thì chỉ nổi trong 3-4 ngày là bao tử mình nó sẽ không có nói chuyện với mình nữa. Sự thật là như vậy. Và có một hôm thầy giáo viên, thầy thấy rằng là thầy ăn hơi nhiều hơn. Tức là thầy đã bắt đầu không nói chuyện, không có nghe cái bao tử. Nhưng mà may là tại vì thầy ý thức được điều đó. Và thầy quyết tâm thầy trở lại cái số lượng thực phẩm mà thầy cần. Thành ra trong cái sự tu học nó có cái sự tiến, sự thối. Và mình phải có chánh niệm để thấy rằng khi mình tiến, mình biết là mình đang tiến. Khi mình thối là mình biết là mình đang thối. Và trong những bữa cơm của chúng ta đó, chúng ta ngồi giống như là chúng ta ngồi thiền vậy. Tại vì ăn cơm là một cái thực tập. Mình thực tập với tăng thân. Mình tiếp xúc với hai cái. Là trước hết là cái thực phẩm của mình. Thứ hai là cái tăng thân của mình. Ngồi rất đẹp. Ăn cơm như là cái chuyện quan trọng nhất ở trên đời. Và khi mình đưa một thức ăn vào, đưa một miếng đậu hũ hay là một miếng đậu que vào trong miệng, thì mình phải biết rằng mình đang đưa một cái miếng đậu que hay đậu hũ vào trong miệng. Có nhiều khi cái chánh niệm mình không có lớn, thành ra mình phải gọi tên cái miếng đậu hũ đó, gọi tên cái miếng đậu que đó để cho nó hiện rõ ra. Và khi mình mở miệng ra, mình chỉ bỏ đậu hũ vào thôi, hay là bỏ đậu que vào thôi, bỏ cái gì thì mình biết cái đó, chứ mình không có bỏ vào bất cứ một cái gì khác. Ví dụ như là một cái tạp niệm, một cái lo lắng, hay là một cái tư tưởng nào khác. Và khi mình nhai thì mình thực sự nhai đậu hũ và biết là nhai đậu hũ, chứ mình không có nhai những cái lo lắng, những cái buồn khổ hay những cái ý tưởng của mình. Thực tập ăn nó rất là quan trọng, và cái điều này làng Hồng dạy rất kỹ. Và thường thường là mình nhai ít nhất là từ 30 tới 50 lần rồi mình mới nuốt. Và nếu mình ăn được như vậy á, thì cái số lượng thực phẩm đưa vào không cần phải nhiều, mà cái lượng chất bổ nó cung cấp cho thân thể nó có thể là nhiều hơn, và thân thể mình nhẹ nhàng khỏe mạnh hơn. Thì trong cái sự thực tập của mình, thế nào cũng có lúc tiến lúc lùi, có những kinh nghiệm. Vì vậy cho nên khi mà trả lời câu hỏi thứ hai mà trả lời rằng bạch thầy, ăn uống con ăn uống bình thường, nó không có nghĩa gì hết. Mà sở dĩ mà trả lời như vậy là tại mới về làng được 2-3 ngày hay là 1-2 tuần mà chưa có ai chỉ cho mình cái phương pháp ăn cả. Chúng ta nên nhớ rằng ăn là một
cái phương pháp thực tập rất quan trọng. Nó có liên hệ tới sức khỏe của thân và của tâm. Và có nhiều người đã viết rất kỹ về cái chuyện ăn của mình. Có một câu hỏi về liên hệ của mình với gia đình. Ở đây chúng ta, mọi người đều biết rằng khi mình đi tu là không phải là mình đi tu cho cái cá nhân mình mà thôi. Mình đi tu cho cha mình, cho mẹ mình, cho gia đình mình, cho tổ tiên mình, cho dòng họ mình. Và vì vậy cho nên cái sự tu học của mình nó có dính líu tới tất cả những người khác. Và sự có mặt vững chãi và thảnh thơi của mình, nó sẽ là một cái đóng góp rất lớn cho cái hạnh phúc của những người ở trong gia đình của mình. Viết thơ về nhà không hẳn là để dạy đạo, viết thơ về nhà là để nói cái hạnh phúc, cái vững chãi của mình. Và chính nhờ những cái lá thư như vậy mà ở nhà có niềm tin, biết rằng mình có một đứa con, mình có một người anh, người chị đang tu học ở Lăng Hồng. Và gia đình mình đã đầu tư một người con vào trong tăng đoàn để làm hạnh phúc cho nhân loại. Và cố nhiên là cái đó nó có ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của họ. Họ nghĩ rằng trong gia đình mình cũng phải sống như thế nào để xứng đáng với cái người con, với cái người em đã gửi tới thiền viện. Và như vậy là cái phương thức yểm trợ cái người con, người em đó hữu hiệu nhất. Vì vậy cho nên thầy có nói rằng viết thơ về không hẳn là phải khuyên thực tập. Viết thơ về trước hết là để nói cái vui, cái hạnh phúc, cái sự vững chãi của mình, chia sẻ những cái đó. Thì tự nhiên nó có ích lợi. Và trong chúng ta đã có những người tuy là không có về thăm gia đình được, chưa về thăm gia đình được, nhưng đã có thể thay đổi được cái gia đình của mình bằng chính cái sự tu học của mình ngay tại chỗ. Và đó là một lời thăm hỏi thứ ba của thầy về tình trạng gia đình của mình. Thì nếu mình cho thầy biết á, thì là mình giúp cho thầy. Trong trường hợp mà mình chưa có đạt tới những cái tiến bộ đáng kể và liên hệ của mình với gia đình nó chưa được tốt đẹp hơn, thì thầy sẽ biết, thầy có thể giúp mình làm thế nào để cái liên hệ đó nó sẽ tốt hơn. Câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư là gì? Là cái học và cái hiểu của mình nó như thế nào. Thì thầy không có hỏi là quý vị đã học được những cái gì và đã hiểu như thế nào. Cái đó là cái chuyện academic, cái chuyện của trường học. Thầy chỉ muốn hỏi là quý vị có cảm tưởng là quý vị đã hiểu được cái giáo lý của đạo Bụt sâu sắc hơn hay không? Và những cái pháp môn được trình bày tại Lăng Hồng á, quý vị có nắm vững được hay không? Và quý vị trong khi thực tập có thấy nó hữu hiệu hay là không? Câu hỏi là nó như vậy. Tại vì câu hỏi này nó rất là quan trọng. Nếu quý vị về Lăng Hồng mà quý vị không nắm được cái phương pháp thở,
Nếu quý vị không có nắm được cái phương pháp đi thiền, hay là ngồi thiền, hay là cái phương pháp ngồi ăn cơm, thì dầu quý vị có nghe 1 triệu bài pháp thoại, nó cũng có ích lợi gì cả. Và những người mà đã nắm được, thì trong cái bài khảo nghiệm của họ, nó chứng tỏ rất rõ ràng là họ có nắm được, họ có thực tập. Cố nhiên người này không có thực tập giống hệt như người kia. Tại vì trong cái sự thực tập mình phải có sự cái thông minh. Mỗi người nó có một cái trường hợp khác nhau, cái căn cơ khác nhau. Có lá phổi không có giống nhau, có cái lỗ mũi không có giống nhau, có cái thân thể không giống nhau. Cho nên mỗi người đã phải thích ứng cái phương pháp trong cái trường hợp của mình. Và những cái điều mà mình viết ra trong cái bài khảo nghiệm đó, nó chứng tỏ là mình đã học, đã thấy, đã đem ra thực tập. Các vị mới tới, theo đúng cái tinh thần tăng thân, thì các vị mới tới ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì còn có quyền nghỉ ngơi. Nhưng mà tới ngày thứ ba là phải có một vị ở trong tăng thân chỉ ngay cho vị đó cái phương pháp thiền hành, chỉ ngay cho vị đó cái phương pháp ăn cư, chỉ ngay cho vị đó cái phương pháp ngồi thiền, chỉ ngay cho vị đó cái phương pháp rửa chén. Tại vì nếu mình tới Lăng Hồng 1 tuần lễ rồi mà mình chưa học được những cái đó, thì nó có nghĩa là mình chưa tới Lăng Hồng, chưa bao giờ tới Lăng Hồng cả. Và không có lý, mỗi khi có một người mới tới làng, thì thầy phải đích thân dạy thở như thế nào, đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào hay sao? Tại vì tăng thân cũng là thầy. Và thầy có một cái niềm tin nơi tăng thân là khi nào có một người mới tới thì người đó phải được săn sóc, người đó phải được chỉ dẫn cái phương pháp thực tập liền lập tức. Và điều này không có được để trôi qua quá 3 ngày. Trong sự thực là có những vị viết trong bài khảo nghiệm, nó chứng tỏ rằng chưa biết gì hết về những cái phương pháp thực tập đó. Ví dụ nói là con ăn uống bình thường, chỉ vài câu thôi là biết rằng người này chưa học được gì hết, chưa làm gì hết. Câu hỏi thứ 5, ai nhớ không? Cái buồn, mình cái buồn bây giờ, cái lo bây giờ, cái an, cái lạc bây giờ, đó là những cái rất là thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Mình có cái buồn, có cái lo, có cái an, có cái lạc, mức độ của những cái đó nó như thế nào, thì đây là cơ hội ngồi xuống để mà tiếp xúc với những cái đó, để thấy rằng những cái buồn đó do nguyên cớ nào, những cái lo đó do nguyên cớ nào, nó có bớt đi hay không. Và cái an và cái lạc, an tức là nó an tâm, cái lạc là cái niềm vui trong sự thực tập, nó có tăng tiến hay không. Nếu cái buồn và cái lo nó không có bớt đi, và nếu cái an, cái lạc nó không có tăng tiến, dầu là chậm chậm, nó chứng tỏ rằng có một cái gì nó không đúng trong cái cách sống của mình trong tăng thân. Tại vì nếu mà mình đúng, mình sống đúng theo cái phương pháp đã được đem ra chỉ dạy, nếu mình thực tập được một phần nào những cái pháp môn đem ra chỉ dạy, thì không thể không có tiến bộ được. Không thể không có tiến bộ được.
Và mình từ khảo nghiệm mình thấy điều đó để mình bổ túc, mình nói hay là mình đi thiền hành chưa hay, hay là mình chưa chưa nắm vững được cái phương pháp thở, hoặc là mình chưa có biết cách đi vào với tăng thân. Rồi nhân tiện đó thầy cũng thấy được và thầy cũng có thể giúp được một cách hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Câu hỏi thứ sáu. Bản chất chánh niệm. Bản chất chánh niệm nghĩa là cái trong cái đời sống phẩm chất chánh niệm, phẩm chất chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình, tức là bây giờ đây mình đi có chánh niệm nhiều hơn không, mình đứng mình ngồi mình làm việc có chánh niệm, mình nói năng có chánh niệm nhiều hơn hay là không. Nếu mình thấy rằng cái phẩm chất chánh niệm của mình không có tăng tiến thì đó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh mình đang phí phạm, mình đang phí phạm cuộc đời của mình đang phụ bạc những cái người họ đang trông đợi nơi mình, trong đó có cha có mẹ có anh có em có thầy, tiếng Việt gọi là uổng cơm. Nếu mà mình không thấy có sự tiến bộ về phương diện chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình thì đó là một tiếng chuông chánh niệm rất lớn. Và khi mình biết rằng chánh niệm có tăng tiến thì từ khắc mình phát khởi cái tâm hân hoan, và tâm hân hoan đó nó đẩy mình đi tới rất là mau. Liên hệ với tăng thân, tại vì chúng ta đã biết rằng tăng thân là cái môi trường cho chúng ta tu học, chúng ta phải có đức tin ở nơi tăng thân, dầu là tăng thân có những cái yếu kém nó đang còn tồn tại. Cái quý nhất của tăng thân là tất cả mọi người có cái ý chí, có cái tâm tư muốn đi cùng trên một con đường. Bởi vì vậy cho nên tuy mang theo những yếu kém của mình mà mọi người đều đồng ý với nhau rồi chúng ta phải hướng về con đường đó. Và con đường chúng ta là con đường thực tập chánh niệm. Và chánh niệm dầu nó ít hay là nó nhiều, nó cũng là cái phẩm chất của tăng thân. Nó là cái chất gọi là chất thánh ở trong tăng thân. Những người nhìn thì thấy những con người rất là thường. Nhưng mà nếu có biết bước đi một vài bước chánh niệm, có ngồi ăn được một vài miếng ăn chánh niệm thì người đó cũng có cái chất thánh ở trong con người mình, tại vì chất chánh niệm là chất thánh. Vì vậy cho nên trong thân nó có cái thánh chất ở trong đó. Và chính thân tăng thân đó tuy là có những cái yếu kém nhưng mà tăng thân là một trong ba cái mà chúng ta gọi là quý nhất ở trên đời, tức là tam bảo. Và phải mình nhìn tăng thân như vậy thì luôn luôn bao giờ mình cũng có cái sự kính trọng. Dù mình thấy những cái yếu kém ở trong tăng thân, mình vẫn thấy tăng thân là đối tượng của sự cung kính của mình. Và mình biết rằng là rời tăng thân thì mình sẽ đánh mất mình.
Và quý vị chắc cũng biết rằng là cái tăng thân đó ngồi lại mà pháp đàm, thì mỗi người đã đưa ra cái nhận xét, cái tuệ giác của mình. Và mình nghĩ rằng với tư cách cá nhân của mình, không bao giờ mình có được đầy đủ những cái tuệ giác đó. Cũng những người như vậy, cũng những người coi như là tầm thường như vậy, nhưng mà đến khi ngồi lại và mỗi người đưa ra cái thấy của mình riêng, thì mình thấy cái thấy đó nó đủ sức để mà hướng dẫn cho cuộc đời của mình. Không có thầy, chỉ có các anh, các chị, các em của mình thôi. Nhưng mà quý vị cũng đã thấy rằng trong pháp đàm chúng ta có thể gặt hái được những cái tuệ giác dư sức để hướng dẫn chúng ta trong cái sự tu học, trong cái đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên tôi cúi đầu trước tăng thân và tôi nhận tăng thân làm chỗ nương tựa. Cái niềm tin và cái sự kính trọng của mình đối với tăng thân nó rất quan trọng cho cái bồ đề tâm của mình. Có một vị Sayini viết như thế này: Bạch Thầy, con thường thực tập và chấp nhận các thành phần trong tăng thân. Họ như thế nào thì con chấp nhận như thế đó. Con không có đòi hỏi họ phải như thế này hay như thế kia. Con mới chơi với họ, con mới công nhận họ là một thành phần của tăng thân. Và khi mà con làm được như vậy thì con thấy hạnh phúc nó tràn trề ở trong con. Thì vì sa di đó tuy là còn nhỏ tuổi nhưng mà đã cung cấp cho chúng ta một cái thấy rất là cao viễn. Và có thể các vị, một số các vị thọ giới lớn cũng không thấy được và cũng không làm được, cũng chưa thấy được, chưa làm được. Tại vì khi mà mình đối diện với một sư anh hay là một sư chị hay là một sư em và mình nói sư anh như vậy thì mình tiếp nhận sư anh như vậy, sư em như vậy thì mình chấp nhận sư em như vậy, sư chị như vậy thì mình chấp nhận sư chị như vậy. Thì tự nhiên một cái niềm hạnh phúc nó trào dâng lên, một cái sự an bình nó trào dâng lên và mình thấy rất là hạnh phúc. Còn nếu mình nhìn bằng con mắt phê phán, critical eyes, thì mình thấy có khuyết điểm nơi người này, có khuyết điểm nơi người kia, có khuyết điểm nơi người nọ. Mình muốn người này phải như thế này, người kia phải như thế kia, người nọ như thế nọ, thì mình mới có một cái tăng thân toàn biết được. Và nếu mình như vậy thì mình không có hạnh phúc. Rõ ràng là mình không có thể có hạnh phúc được. Cái hạnh phúc rất là đơn giản. Cái hạnh phúc nó ở đó, chứ không phải là phải đi tìm xa ở trong không gian và trong thời gian. Cái hạnh phúc là biết nhìn và phải chấp nhận cái người kia như là người kia trước đã. Tại vì khi mà mình nhìn người ta như vậy thì người ta cũng có thể nhìn mình như vậy, và người ta cũng đòi hỏi mình phải thay đổi, thì người ta mới chấp nhận mình là một sư em hay là một sư chị hay là một sư anh. Thì mình thật sự không thể nào có hạnh phúc được. Và có những người còn rất nhỏ tuổi nhưng mà đã làm được những cái điều như vậy, thì đó là một cái chuyện có thể đem lại cho thầy rất nhiều hạnh phúc.
Có một vị khác nói là: thưa thầy, con biết là mỗi người có cái khuyết điểm, nhưng mà con cũng biết rằng mỗi người có cái ưu điểm. Và con có chánh niệm là mỗi người đều có cái phần hoa của họ, và con phải thấy. Vì vậy cho nên trong thiền quán, con nhìn rõ ở trong người đó, con thấy người đó có những cái gì dễ thương, có những cái gì hay mà mình có thể tán thưởng, mình có thể học hỏi được. Và con tìm ra rằng là không có người nào mà không có những cái dễ thương, không có những đức dễ thương, không có những cái hay, những cái tích cực. Và do con thấy được cái yếu tố hoa ở trong họ, cho nên con rất có hạnh phúc. Và con không có khinh hướng chê bai những cái yếu tố rác ở trong họ nữa. Con nghĩ rằng những người đó phải có cơ hội, phải có thời gian để cho họ chuyển hóa những cái phần rác của họ. Trong khi nếu con không có thấy được cái phần hoa của họ thì con thiệt thòi. Nói như vậy là có tự giác, nói như vậy là có sự khôn khéo. Và tùy theo con mắt của mình nhìn mà mình có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc mà thôi. Dựng tăng, xây dựng tăng thân là một cái pháp môn được đứng vào hàng đầu, được coi như là được đứng vào hàng đầu ở sự thực tập lần hồng. Tại mình biết rằng nếu không có tăng thân thì chúng ta không thể nào tồn tại được. Dù ta có tài giỏi cách nào, với tư cách của một cá nhân, một ngày kia ta sẽ bỏ cuộc, là tại vì ta không có tăng thân để bảo vệ, để nâng đỡ. Con chim cút, ở trong kinh có cái chuyện con chim cút, nó rất lo sợ con chim ưng. Tại con chim ưng nó giỏi lắm, nó sa xuống là nó bắt được con chim cút nó ăn. Nhưng mà nó đã học được một điều, là khi mà thấy bóng dáng chim ưng á, là nó núp liền sau dưới một cái mô đất. Và con chim ưng xà xuống, mà nếu mà nó chuông được dưới mô đất thì con chim ưng không làm gì được. Và con chim ưng có thể va nhầm cái cục đất mà bể ngực như chơi. Tăng thân là cái cục đất đó. Tuy mình là con chim cút, cuộc đời là con chim ưng, nhưng mà nếu mình biết cách ẩn thân ở trong cái tăng thân thì mình được an toàn. Người anh hùng không phải là người có vai u bắp thịt. Người anh hùng là người có trí khôn, người có tuệ giác. Câu hỏi tới là câu hỏi về thiền ngồi. Thì có những người viết rất kỹ về thiền ngồi của họ. Về những cái gì họ làm ở trong khi ngồi, viết rất rõ. Và con ngồi xuống thì con bắt đầu làm cái gì, viết rất rõ. Còn nếu mình nói rằng, thưa thầy, trong khi con ngồi thì con thực tập theo dõi hơi thở. Câu hỏi đó, câu trả lời đó, nó không có nghĩa gì cả. Nó không có nghĩa gì cả là tại vì ở Lăng Hồng, ai không biết rằng khi ngồi thiền, mình phải theo dõi hơi thở. Nhưng mà mình đã theo dõi hơi thở như thế nào, mình đã thành công, đã thất bại như thế nào, cái đó phải viết cho thầy biết. Và phải viết cho mình biết.
Thì có một vị viết cho thầy như thế này: bạch thầy, khi mà con sử dụng những cái bài kệ thì con nhất quyết không để cho cái bài kệ nó đi ngang qua đầu con như là những từ ngữ. Ví dụ như khi mà con thở vào và con nói nước tĩnh lặng chiếu, mà con không có hình dung ra được nước tĩnh lặng chiếu, và con không có thấy mình là nước tĩnh đang lặng chiếu, thì nhất định là con không có đi qua cái câu kế tiếp. Con thở và con lặp lại câu đó cho đến khi nào cái cảm giác nó tới với con một cách rất là đích thực: con là nước tĩnh đang phản chiếu được mây trời, đang phản chiếu được núi non cây cối, và con an trú trong đó một thời gian thì con mới đi qua cái câu kể là không gian thanh thản. Nó tóm lại cái vị đó nói rằng là không sử dụng thi kệ một cách máy móc, không có để cho thi kệ nằm ở trong cái phạm vi từ ngữ, phải làm cho thi kệ nó trở thành ra cái sự thực, chất liệu nuôi dưỡng mình trong khi mình thiền tọa. Ví dụ như khi con nói, con thở vào và con nói đây là tịnh độ, thở ra thì con nói tịnh độ là đây, thì con phải làm sao để cho tịnh độ nó có mặt và con thấy rất rõ ràng là con đang ngồi ở trong tịnh độ thì con mới chịu. Và nếu cần phải lặp lại câu đó 20 lần thì con lặp lại 20 lần để cho nó trở thành ra một cái sự thật. Thì viết cho thầy mà viết như vậy là rất là hay. Nó hay ở chỗ không phải là văn chương mình giỏi, nhưng mà kỳ thực là mình có thực tập. Và chính những cái chi tiết như vậy nó làm cho thầy rất là có hạnh phúc khi mà đọc cái bài, những cái bài khảo nghiệm như vậy. Và khi mình gặp những cái khó khăn nào trong khi ngồi thiền thì mình cũng nói với thầy. Ví dụ như có một vị sa di nói là có nhiều lúc con cố gắng hết sức nhưng mà ngồi thiền những cái lúc đó ngồi thiền con không có được an lạc, con buồn ngủ, con đau chân, con dùng hết tất cả mọi phương pháp thầy dạy, thì những lúc đó con cố gắng nữa, con tháo chân ra, con ngồi chơi, con ngồi chơi, con nhìn bàn Phật, rồi con nhìn cái bông, rồi con nhìn cục đá một hồi thì nó con bắt đầu trở lại, thì là con ngồi là thành công. Viết những cái đó rất là hay. Tại mình đâu phải là người anh hùng, mình đâu phải là bậc toàn giác mà bữa ngồi thiền nào mình cũng thành công được. Có những lúc cơ thể nó như thế này, có những lúc tâm tư như thế khác, mình thành công nhiều, mình thành công ít, hoặc là có khi mình không có thành công. Thì những cái điều đó mình tự nhận và mình chia sẻ với thầy của mình rất là hay. Những cái điều đó là nên viết xuống. Có một cái điều mà thầy kinh nghiệm là khi mình ngồi thiền, trước khi đi ngồi thiền và trong khi mình ngồi thiền thì mình phải có cái tư tưởng, có cái tâm niệm rằng ngồi thiền là một cái cơ hội mà hàng triệu người không có. Họ bận biểu suốt ngày, họ không có được mỗi phút để ngồi yên, mà trong khi đó mỗi ngày mình có nhiều cơ hội để được ngồi yên. Và mình phải sử dụng những cái giờ phút đó
Một là để nuôi dưỡng mình, hai là để khám phá ra những cái điều mà mình đang còn chưa biết. Giống như là ngày hôm nay không phải là ngày làm biển, nhưng mà ngày mai là ngày làm biển. Thì nghĩ tới ngày làm biển, mình có cảm giác dễ chịu. Thì mình khi mình nghĩ tới cái giờ ngồi thiền, mình cũng phải có cảm giác dễ chịu như vậy. Tại vì mình có thể làm được rất nhiều chuyện trong cái thời gian mình ngồi thiền. Đừng có đánh mất, thì tự nhiên cái thời gian ngồi thiền nó trở thành rất là quý báu. Và nếu mình làm như vậy thì cái giờ ngồi thiền nó sẽ an lạc. Có rất nhiều vị xuất gia viết cho thầy là nếu trong ngày mà đi thiền hành mà thực tập chánh niệm nhiều á, thì đến cái giờ ngồi thiền ngồi rất là an lạc, ngồi rất là thành công. Còn nếu trong ngày mà không có làm việc trong chánh niệm, không có đi thiền hành, không có thực tập và hơi thở chánh niệm, thì đến tối ngồi thiền nó không có thành công lắm. Mà đây là một cái điều mà nhiều người viết, chứ không phải là một hoặc hai người. Có người viết cho thầy biết là có khi cái thời ngồi thiền thứ nhất á, nó thành công, nhưng mà cái thời ngồi thiền thứ hai không thành công. Có khi ngồi thời ngồi thiền thứ nhất không thành công, mà cái thời thứ hai lại thành công. Thì thầy trong cái khi mà đi dạy, thầy cứ nói rằng nếu mà quý vị không có thành công lắm trong cái ngồi thiền, thời ngồi thiền thứ nhất, thì quý vị còn có second chance, tức là có một cái cơ hội thứ hai nữa. Đừng bỏ đi, rất là uổng. Và ngồi thiền nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nó lắng xuống, để làm cho thân tâm nó tịnh xuống, để được nuôi dưỡng. Và quý vị đã được trao truyền những cái phương pháp để có thể tạo ra sự an tịnh của thân, sự hân hoan của tâm. Nếu quý vị nào mà chưa nắm được những cái phương pháp đó thì phải cấp tốc nắm lấy qua những cái bài pháp thoại đã được thâu, hoặc là phải nhờ sư anh hay là sư chị của mình, nhất là các vị mới tới. Tại vì trong khi ngồi thiền mình có thể rất hân hoan, rất là hạnh phúc. Ngồi thiền là cái tư thế đẹp nhất, một trong những tư thế đẹp nhất của thân thể con người, vững chãi nhất. Và chính trong cái tư thế đó mà mình có thể tiếp xúc được, tiếp xúc với vũ trụ, tiếp xúc với tổ tiên, tiếp xúc với chính mình, tiếp xúc với những cái châu báu mà mình có trong con người của mình, mà mình trước đây mình không có biết. Mình coi thường mình. Câu hỏi tới là thiền đi. Thiền đi cũng là một phương pháp rất quan trọng. Có nhiều người có cảm tưởng rằng họ thích hợp với thiền đi hơn là thiền ngồi. Có nhiều người là nó ngược lại, thiền ngồi tiếp xúc được sâu sắc hơn là thiền đi. Có nhiều người nói rằng trong khi thiền đi dùng thi kệ rất hay. Có người nói trong khi thiền đi thì chỉ theo dõi hơi thở mà không có dùng thi kệ. Thì có những cái người thực tập rất là khác nhau. Chúng ta không cần phải làm gì y hệt như nhau, là tại vì chúng ta có cái cơ thể, có cái trường hợp khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng phải thực tập, phải thí nghiệm nhiều cái phương pháp. Và có người nói rằng đi thiền hành rất là hạnh phúc, nhất là khi mà đi với tăng thân. Nó là một cảnh tượng rất là hùng tráng. Nó như là một cái đạo quân rất là hùng tráng, không có đi chinh phục ai cả, chỉ chinh phục thất niệm thôi.
và đi như là một ngày hội, đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình và cho tăng thân. Có người nói rằng lúc bắt đầu thì người đó chỉ đi cho có mặt với những người khác thôi, chứ không thấy hạnh phúc gì cả. Tại vì mọi người đi, thành ra mình cũng phải đi mà thôi. Nhưng mà từ từ thì thấm, từ từ thì thấy rằng đi thiền hành là một pháp môn rất là thần diệu. Câu hỏi kế tiếp là cái thấy của mình. Cái thấy của mình về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Có một vị sa di, một vị sa di ni báo cáo rằng khi mà con nhìn lại quá khứ, con thấy những cái đau khổ, những khó khăn, những lo sợ của con. Và khi con nhìn lại hiện tại thì con thấy rằng nếu con đã không khổ đau như vậy, nếu con đã không lo lắng, con đã không có sầu thương như vậy, thì bây giờ con không được như thế này. Nói tóm lại, vị đó nói rằng là chính nhờ những khổ đau trong quá khứ mà bây giờ mình được như thế này. Cái đó là cái chuyện chuyện rất thần hoa. Và cũng vì đó nói rằng là hiện bây giờ đây cũng có những cái lúc buồn, lúc lo, lúc cái dư âm của những cái khổ đau trong quá khứ nó trở về. Nhưng mà vì đó không có lo sợ nữa. Vì đó nói rằng không có lo sợ nữa, không có tuyệt vọng nữa, là tại vì mình đã biết cách. Là khi những cái đó nó trở về thì mình biết ôm ấp nó, mình không có mặc cảm, mình không có mặc cảm nữa, tại mình đã biết cách để mà săn sóc nó rồi. Thành ra những cái đó tới thì không có sợ hãi. Và có người nói với thầy rằng là họ không có nghĩ về tương lai, tại vì trong hiện tại nó mầu nhiệm quá rồi, nó hạnh phúc quá rồi, thành ra không có cần nghĩ tới tương lai, không nghĩ rằng ngày mai mình sẽ làm giáo thọ, mình sẽ đi dạy chỗ này, lập tăng thân chỗ kia, không có nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, tại vì thấy cái hiện tại nó rất là mầu nhiệm. Có một vị viết rằng nồi cái chuyện con biết là thầy đang còn sống bên con và đang tu tập với con, và con có tăng thân thì con đã hạnh phúc dư rồi, tại sao con phải nghĩ tới tương lai? Con mong được như vậy mãi mãi. Có người viết cho thầy, nếu trong tăng thân mà không có người này, người này, người này thì buồn biết mấy. Kể ra ba người hay bốn người thì trong chúng ta người nào là không có thể làm như vậy? Trong chúng ta ai cũng có thể nhận được rằng trong tăng thân có những người này, người này, người này. Mình cứ tưởng tượng đi, người đó không có mặt ở đây thì nó buồn biết mấy. Mà nếu cứ đà đó mà đi tới thì chúng ta thấy rằng vắng mặt một người cũng là một sự thiếu thốn của tăng thân rồi. Một sự chỉ đi, mình đã thấy thiếu thốn. Một sự em đi, mình cũng đã thấy thiếu thốn. Và cái sự anh đã đi, hay là sự chỉ đã đi, ai chịu trách nhiệm về người đó? Có những người đó có trách nhiệm, nhưng mà có những mình cũng vậy. Mình đã chịu trách nhiệm. Mình đã chịu trách nhiệm cái hạnh phúc
về cái hạnh phúc của người đó. Mình đã không có hiến tặng cho người đó đủ hạnh phúc để người đó có thể ở lại. Nói như vậy không có nghĩa là mình phải có một cái mặc cảm tội lỗi. Nói như vậy chỉ là để cho mình có chánh niệm rõ ràng là rằng bất cứ một thành phần nào của tăng thân cũng vậy. Người nào cũng là một phần của tăng thân, nghĩa là của mình. Và khi mà cơ thể của mình nó là đã một rồi, thì một cái chất bổ dưỡng đưa vào trong cơ thể thì nó nuôi dưỡng không phải là một số phần của cơ thể mà nó nuôi dưỡng tất cả cơ thể. Nếu mình có sự an lạc thì cái sự an lạc đó không phải là chỉ để cho mình mà cho tất cả những thành phần khác của tăng thân. Nếu mình có chất độc của sân hận thì chất độc đó không phải là chỉ phá hoại mình mà phá hoại luôn cả cái người kia, cả cái tăng thân. Vì vậy cho nên có cái chánh niệm đó, có cái thấy đó thì tự nhiên chúng ta sẽ thực tập như thế nào để cho trong chúng ta nó có chất liệu của niềm vui, của an lạc. Và trong ta có chất niệm của niềm vui, an lạc và sự khoan dung thì tự nhiên những cái thành phần khác họ sẽ được thừa hưởng dù chúng ta không nói điều đó ra. Sự thực là như vậy. Không có gì xảy ra trong tăng thân mà ta không có chịu trách nhiệm. Đánh 10 câu hỏi đó xét lại là 10 câu thăm hỏi, và nó giúp cho mỗi thiền sinh có cái cơ hội ngồi xuống thực tập quán chiếu để thấy rõ tình trạng của mình. Và cái mục đích thứ hai nữa là cũng để giúp thầy để thầy thấy được cái thực trạng tu học của mình, để thầy có thể làm cái gì giúp cho mình. Và tại vì giúp cho mình cũng là giúp cho tất cả những người khác ở trong tâm thân. Thì quý vị cũng thấy rằng cái bài khảo nghiệm đó nó không phải là một bài thi cho điểm như là trường học. Đó là truyền thống là không. Có thể sau này quý vị cũng phải làm, cũng sẽ làm như vậy đối với các học trò của quý vị. Nếu mà có chất chứa kiến thức hàng trăm, hàng ngàn bộ mà đi vào và viết một cái bài khảo nghiệm như vậy thì tất cả những kiến thức đó đều không có một cái ích lợi gì cho cái bài khảo nghiệm đó hết. Chỉ có cái hiểu, cái học, cái hiểu và cái thực tập mới có thể giúp cho mình viết được cái bài khảo nghiệm đó. Và mình là người biết điều đó trước hết. Và thầy biết rằng cái chương trình, cái thời khóa của quý vị khá đầy. Cho nên thầy không có đưa ra cái đề tài cho quý vị suy nghĩ và làm trong vòng 10 ngày hay là một tuần. Tại vì khi mà quý vị lãnh cái đề đó đem về thì giống như có cái nợ phải trả. Nó kéo dài 10 ngày. Thành ra thầy muốn quý vị cùng tới để ngồi chung 1 giờ rưỡi đồng hồ xong là xong, nó khỏe. Cái đó là từ, nó phát xuất từ là cái lòng thương. Mà không biết có vị, quý vị có thấy được hay không? Nó phát xuất từ cái lòng thương. Những cái này, những cái chi tiết như vậy đều mình đều có thể học được. Và khi mà lên đưa cái bài cho thầy thì cũng như đưa một lá thơ.
Và trong sự thực thì có nhiều người người đã viết cái bài khâm niệm này dưới hình thức một lá thư. Có người nói, và thầy con viết cái bài này quá dài, nhưng mà tại vì lâu nay con chưa viết thơ cho thầy, thành ra con nhân tiện đó viết thơ cho thầy luôn. Thầy thay vì viết 2 trang thì viết tới 4 trang. Và thầy coi những cái bài này giống như là những cái bức thư viết cho thầy, những bức thư tình viết cho thầy. Tại vì thầy thường quán niệm như thế này: nếu mình làm được cái gì cho chánh pháp, nếu mình giúp được người ta bớt khổ, thì đó không phải là cái ngã của mình. Tất cả những cái điều mình đã có thể làm được, tất cả những cái đó đều do uy lực của bậc giác ngộ, của các vị tổ. Mình là cái gì? Mình chỉ là một cái khoen, nó nằm ở đầu một cái sợi xích rất là dài. Nếu không có buộc, nếu không có tổ, thì làm sao có mình? Vì vậy cho nên mình chỉ đóng vai trò của một cái gạch nối, nó trao truyền những cái tinh hoa của buộc và tổ. Và thầy thấy ở trong thầy không có một cái ngã. Thì khi mà thầy ra 10 câu hỏi, đó là buộc, đó là chư tổ hiến tặng 10 câu hỏi cho quý vị. Và khi quý vị ngồi xuống, quý vị cũng làm trong cái tinh thần vô ngã, quý vị cũng biết rằng quý vị thuộc về cái gia tài đó, cái truyền thống đó, quý vị cũng viết thưa thầy. Và quý vị cũng không phải phải làm cái đó với tư cách của một cái ngã. Và vì vậy cho nên có những cái thơ rất là thân thiết. Thầy với con rất là thân thiết như là một người. Hai người chỉ là một người, cái đó mới thật là đúng. Tất cả những cái khó khăn, những cái thành công đều nói thiệt với thầy hết, không có giấu giếm một cái điều gì. Cái điều đó là điều rất là hay. Nó chứng tỏ rằng là cả thầy cả trò đều thực tập được cái vô ngã. Không có cái sự giữ kẽ, không cần che giấu. Tại vì thầy là mình là thầy. Tại Lăng Hồng, một năm nọ chúng ta đã có làm một bài thực tập gọi là viết thơ cho Bụt. Trong một khóa tu cho người xuất gia tại tu viện Kim Sơn, bài tập đó cũng đã được đưa ra để thực tập. Thì viết 10 lá thơ cho Bụt mình cần có ít nhất là nửa ngày hay là một ngày. Tại mình vừa viết vừa chơi. Viết hết tất cả những cái sự thật của mình cho Bụt, tại vì mình là con của Bụt. Viết thơ cho cha. Mình bắt đầu như thế này: Bụt ơi, con tên là Thích gì đó, con xuất gia năm đó, con thọ giới năm đó, con đã tu được mấy năm rồi, và hôm nay con muốn viết cho Bụt về những cái thất bại, những cái thành công của con, những cái ước mơ, những cái khổ đau của con, và viết hết ra cho Bụt. Và thầy có hứa là thầy sẽ không có đọc. Viết xong thì đưa lên trên bàn Bụt lại xuống ba lại. Tất cả những cái bài đó ở tu viện Kim Sơn đều được đem đốt trước đại chúng. Nhưng mà suốt một ngày thực tập là để quán chiếu, và cái lá thơ đó nó tới với Bụt. Và vì thầy không có đọc cho nên mọi người đều viết thật hết tất cả mọi cái điều mình muốn nói cho Bụt. Có thể sau buổi cơm sáng thì chúng ta tập hợp lúc 9 giờ rưỡi, và chúng ta tới lại Bụt một lại, rồi chúng ta lãnh một cái tờ giấy để chúng ta viết thơ cho Bụt, viết tà tà như vậy cho đến trưa, rồi đi ăn trưa. Ăn trưa tuy rằng chúng ta ăn, nhưng mà cái thơ nó vẫn còn ở trong đầu chúng ta. Đó là một cái loại thơ tình.
Và cơm trưa xong, chúng ta đi thiền hành ở ngoài gốc cây mận, là gốc cây sồi. Rồi chúng ta có ý gì chúng ta ghi lại, rồi chúng ta vô chúng ta viết tiếp. Chúng ta có thể viết dưới gốc cây, hay là trong thiền đường, hay là một góc của nhà bếp, nếu nhà bếp không có người. Và có khi chúng ta đặt bút xuống, chúng ta đi ra chơi, ra chào cái bông hoa, bông rùa, cái bụi trúc, rồi vô chúng ta viết tiếp thơ cho buộc mà hạnh phúc lắm. Rồi tối chúng ta ăn cơm chung với nhau như tăng thân. Nhìn lên người nào thì thấy người đó cũng đang viết thơ cho Bụt hết. Người nào cũng là con của Bụt hết, cũng là anh hay là chị hay là em của mình hết. Và sau khi ăn cơm thì chúng ta uống trà với nhau. Một cái lá thơ nó vẫn còn. Và chúng ta tà tà chúng ta viết cái thơ đó cho tới giờ ngồi thiền. Thì chúng ta đem cái lá thư đó vào thiền đường với tất cả những người khác. Mỗi người chúng ta đưa cái lá thư chúng ta lên, có thể kèm theo một cái bông cho buộc lại ba lại. Chúng ta có thể làm nhiều cách. Chúng ta có thể lạy với tư cách một tăng thân rồi chúng ta đem ra đốt. Hoặc chúng ta có thể nói rằng là thôi con không đốt đâu, con muốn giữ cái thư này để con làm kỷ niệm. Thì mình đem về. Hoặc là có người nói rằng là cái thơ này mình viết cho Bụt nhưng mà mình cũng muốn cho thầy mình coi nữa. Thì mình về, mình làm cái photocopy gửi cho thầy mình, tùy theo. Hoặc là mình muốn giấu nó đi ở dưới đáy cái vali của mình thì cũng được. Nó có nhiều cách. Nhưng mà đó là một trong những cái phương pháp thực tập. Thì trong cái bài khảo nghiệm vừa rồi đó, có những vị đã viết cho thầy rất là thành thật, viết về những cái yếu kém của mình, những cái thất bại của mình, những cái thành công của mình, những cái hạnh phúc của mình. Và chính những cái điều đó làm cho thầy rất tin tưởng những người đó, và tại vì những người đó đã coi thầy như là bản thân họ, và cái niềm tin nơi thầy sẽ làm cho họ thành công trong tương lai, tại vì niềm tin nơi thầy nó cùng một bản chất với niềm tin nơi Bụt. Tại vì thầy cũng vậy. Thầy thấy rằng tất cả những cái gì thầy đã làm được, đang làm được, sẽ làm được, tất cả không phải là do cái cá nhân của thầy, cái tài ba riêng của thầy. Thầy không có thấy như vậy. Thầy thấy tất cả những cái điều mình làm được là do uy đức của Bụt và chư tổ qua các thời đại mà thôi. Mình là người học trò, mình cũng phải thấy như vậy. Nếu mình tu thành công được, cái đó cũng nhờ uy đức của Bụt, uy đức của các vị tổ, tâm linh cũng như là huyết thống. Và thấy như vậy thì mình đã sống ở trong cái chân lý vô ngã rồi. Và mình cần phải nói ra. Nhưng mà mình thực sự mình đang sống được trong cái chân lý vô ngã. Mình thấy cái liên hệ mật thiết của mình với Bụt, với Tổ, với tất cả mọi người xung quanh mình. Thành ra nếu quý vị chỉ mới tới có 3 ngày hay 5 ngày, quý vị chưa viết được bài khảo nghiệm, nhưng mà quý vị ngồi đó, quý vị chỉ cần nhìn 10 câu thăm hỏi là quý vị biết cái pháp môn nó như thế nào. Nó dứt khoát không phải là một bài thi. Nó dứt khoát không phải là một bài kệ trình kiến giải để được chức giáo thọ. Nó là cái chuyện quán chiếu để biết cái tình trạng của mình. Nó là cái chuyện thông thương giữa mình với thầy như là cùng một thực thể. Thì thầy muốn rằng sau này quý vị có thể học được cái phương pháp này của thầy. Nó rất là con người và nó rất là thực tế. Uống miếng nước trước.
Thế thì hôm nay chúng ta nói thêm một chút để bổ túc về cái pháp môn gọi là bẻ gãy thấy tam giác. Khi mà nhân vật A nói, tuyên bố hoặc làm cái gì đó mà B nhận thấy rằng cái lời nói hay cái cử động đó đã gây nội kết ở trong con người B, thì theo nguyên tắc B phải tới với A để mà hỏi lại. Tại vì B làm như vậy là trên cái căn bản rằng nhận thức rằng là cái tri giác của mình có thể sai lầm. Tại vì tri giác của chúng ta rất dễ bị sai lầm. Phải công nhận điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta có cái ý thức, có cái chánh niệm rằng tri giác chúng ta có thể sai lầm, thì nó đã đỡ cho chúng ta rất nhiều rồi. Có thể mình đã nghe lầm, có thể mình đã thấy lầm. Tại vì sự thực là tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm. Vì vậy cho nên cái cảnh giác đó nó giúp cho mình đừng có nắm chặt lấy cái tri giác đó mà phải đem ra thí nghiệm lại, tức là phải tới với A để hỏi hỏi lại một lần nữa. Đó là cái thực tập căn bản của chúng ta. Phải tới B, phải tới với A. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có thực tập cái điều đó ngay từ lúc ban đầu, thì đến khi nội kết nó trở thành lớn rồi, thì cái chuyện A tới với B, B tới với A, nó trở thành ra khó khăn. Mà cố nhiên khi mà khó khăn rồi thì chúng ta phải cầu cứu tới C. Có khi B trực tiếp thấy và nghe, nhưng mà rất nhiều khi B thấy và nghe qua trung gian của R. Trường này thường xảy ra, mình không có trực tiếp nghe, mình trực tiếp thấy, mình học được được điều đó qua trung gian của một nhân vật khác gọi là R. Trường này nó xảy ra hàng ngày. Thì phân tích mà cho kỹ lưỡng thì mình thấy rằng khi mà lặp lại một điều của một người khác nói cho một người khác nữa, đó là một điều rất là nguy hiểm. Đó là một điều rất là nguy hiểm. Tại vì ít khi mình có thể học lại đúng như là những cái lời của người kia nói, tại mình không có nhớ. Ví dụ như trong bài của sư cô Thoại Nghiêm có cái câu thơ của cụ Nguyễn Du mà sư cô bắt được vào ngày Tết đó, thì sư cô lặp lại hai cái câu đó cho thầy, hai câu đó đã chép sai. Mỗi câu đều đã có ít nhất là một hoặc hai chữ sai. Mà cái bài của mình đó, chứ không phải là bài của sư anh hay là sư chị hay là sư em. Mà cụ Nguyễn Du không viết như vậy. Cụ Nguyễn Du viết hai câu khác
Thì đó là một cái ví dụ thôi. Thì khi mà nhân vật R mà lặp lại cái cử chỉ, thuật lại cái cử chỉ hay là cái lời nói của A cho B, thì B phải biết rằng có thể R đã không có lặp lại một cách trung thực. Nếu có một bữa có một cháu về Lằng Hồng đó, thưa với sư cô chân không là: bạch sư cô, má con muốn xin sư cô gửi cho má con một cuốn sách áo sơ mi trắng. Lằng Hồng làm gì có cái áo sơ mi trắng, cuốn sách gì mà áo sơ mi trắng. Nhưng mà sư cô chân không là người cũng khá thông minh. Sư cô nói chắc chắn là đường sơ mi trắng. Mà thằng này nó bà chớp bà nhoảng, thành nó nay là cuốn sách gọi là áo sơ mi trắng. Tại đường sơ mi trắng có vẻ khó hiểu quá, trong khi áo sơ mi trắng là cái chuyện hàng ngày. Thì trong trường hợp đó là một trường hợp may mắn. Còn nếu không may mắn thì sư cô sẽ viết thơ nói rằng là: ở đây làm gì có cái sách áo sơ mi trắng, thành nó không có gửi. Vậy thì cái chuyện áo sơ mi trắng đó, nó xảy ra như cơm bữa. Những cái điều mà R báo cáo lại cho B, nó có thể rất là sai lạc. Cho nên khi mà quý vị nghe một cái điều gì báo cáo từ cái nhân vật gọi là R đó, thì quý vị đừng có tin. Đừng có tin ngay và đừng có nổi nóng lên hay là nỗi buồn lên. Nó uổng lắm. Nó uổng lắm. Nếu mà có nghe thì nói: vậy hả, để tôi tới tôi hỏi lại coi. Và mình phải làm như vậy. Mình đi tới mình hỏi. Hoặc là mình cũng đi tới với người này mình hỏi. Tại vì người đó là anh của mình, người đó là em của mình, người đó là chị của mình, người đó là học trò, cùng học trò với thầy mình. Và cái hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào sự thực tập này rất là nhiều. Trong khi giảng dạy cho người đời thì thầy có đem cái ví dụ của một cặp tân hôn, hai người trẻ cưới nhau. Và chỉ nổi trong 15 ngày sau khi cưới thì họ tổ chức một cái buổi tiếp tân. Mà trong cái lễ tiếp tân bạn bè tới rất nhiều, thì người thiếu phụ trẻ nhận thấy chồng mình ăn nói rất là ba hoa, tức là nói quá sự thật. Tại vì muốn cho oai đó, nói quá sự thật. Thì cái khuynh hướng muốn khoe, muốn làm cho mình là oai, nó có ở trong con người của mỗi người. Thì đây là ngày thứ 15 của cái cuộc gọi là sống chung. Và người vợ trẻ thấy chồng mình như vậy, không có nói đúng sự thật, nói dốc. Thì tự nhiên trong tâm nó nảy sinh ra một cái nội kết là không có phục chồng. Tại trước đó mình coi anh là trời thần, nhưng mà bây giờ mình thấy anh nói một cái điều không có thật. Thì nó có một cái chút, một cái hạt giống của cái sự khinh khi nó nảy ra ở trong cái trái tim của người vợ trẻ. Và mình biết đó là một sự đe dọa. Tại vì khi mà mình không có kính người kia thì mình không có thương trọn vẹn. Và không thương trọn vẹn thì không có hạnh phúc. Trong kiểu có câu là: trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Tức là khi mà sống với nhau nhưng mà trong cái lòng mình đã hơi khi rồi. Đó là lời nói của Thúy Kiều khi mà Kim Trọng tính ôm Thúy Kiều. Đó là trước hôn phối.
thì Thí Kiều xe ra một bên nói anh đừng có làm như vậy. Tại vì nếu chúng ta không có giữ lễ giáo mà chúng ta có liên hệ nhục thân bây giờ đó, thì sau này đến ngày cưới trong anh sẽ có hạt giống của sự khinh khí em, và như vậy hạnh phúc của chúng ta không có đầy đủ. Một cô gái đó đã có tùy giác mà lòng rẽ rúng, nó đã có ở trong trong anh rồi, thì cái hạnh phúc không có tuyệt diệu, không có tuyệt tuyệt hảo. Vì vậy cho nên khi mà người vợ trẻ mà thấy anh chàng ba hoa nó dốc thì tự nhiên trong lòng nó mất cái sự kính phục. Mà khi mà vợ mất cái sự kính phục chồng thì mình thấy cái hạnh phúc đã bắt đầu bị đe dọa, tuy là một chút xíu thôi nhưng mà sau này nó trở thành ra quan trọng. Thành ra liên hệ huynh đệ, liên hệ thầy trò nó cũng như vậy. Thành ra theo cái nguyên tắc thực tập thì tối hôm đó sau khi rửa ly rửa chén xong thì người vợ trẻ phải tới ngồi gần anh chồng, có thể ngồi im lặng trong một vài phút, nắm tay chồng và hỏi nè anh, hồi sáng anh có nói như vậy không, tại sao anh nói như vậy, rất là quan trọng. Nếu lúc ban đầu mà không thực tập như vậy thì sau này nó đổ vỡ hết. Thì có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô ta có vọng tưởng, tức là cái thấy sai lầm. Thì anh chàng có cơ hội giải thích cho cô. Anh nói như vậy là đúng. Là tại vì em chưa biết đó, sự thật nó như thế này, thế này, thế này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là anh chàng quả thật là có nói dốc. Thì anh nói rằng anh xin lỗi. Từ rồi về sau thì anh sẽ không làm như vậy. Tại vì làm như vậy chứng tỏ rằng anh không phải là người trung thực. Và khi mà hai vợ chồng có được 2 hay 3 phút đồng hồ để giải tỏa cái nội kết đó nơi người vợ trẻ thì cái khối nội kết nó tan. Nếu không thì nó còn đó. Và lần thứ hai nữa nó lớn lên, lần thứ ba nữa nó lớn lên, lần thứ tư nữa nó lớn lên. Và cái hạnh phúc nó tan ra. Có một thiếu phụ đã sống với chồng 20 năm. Mà cái nội kết đầu của cô ta đối với anh chàng chưa có thể nói ra được. Là trước ngày cưới cô ta có đọc một số sách và cô ta rất thích, cô ta muốn giữ làm gia bảo. Nhưng mà đến ngày cưới dọn nhà thì anh ta không cho mang theo những cái sách đó, và tại vì sợ gây lộn, ngày đầu không có tốt, cho nên cô ta nhịn. Rồi thì bận rộn về công việc hàng ngày này kia cái nọ, thành ra không có nói tới. Rồi nói rằng chả cái chuyện ngày xưa nói tới làm gì nữa, Thêm buồn, thêm bực, và cứ nuôi dưỡng cái nội kết đó, rồi thì cộng thêm những cái nội kết khác nữa. Thành ra đến cái năm thứ 20 thì nội kết ở trong cô đầy dậy. Và trong một khóa tu kia thì cô biết rằng phải giải tỏa nội kết mới có hạnh phúc. Thành ra trong cái công tác thực tập của cô có viết cho thầy một cái thơ 30 trang và nói về tất cả những cái đau khổ mà cô chịu đựng trong 20 năm nay với anh chàng. Và nói bạch thầy, ngồi trên máy bay, thầy đọc cái thơ này cho con, đọc xong thì thầy mở cửa máy bay, thầy vứt xuống dưới biển. Làm như là mình ngồi trên đó mình mở cửa máy bay vứt xuống dưới biển được.
tất cả những cái đau khổ chứa chấp mà con đã chứa chấp trong vòng 20 năm. Cái năng nguyên tắc của chúng ta là khi mà có một nội kết dầu nhỏ bé tới cách mấy đi nữa, mà nếu chúng ta muốn có hạnh phúc với cái người đó thì chúng ta phải tới với người đó để giải quyết liền lập tức. Mà chúng ta đã được trao truyền những cái phương pháp là tới với người đó thì phải lặng lẽ, phải tươi cười. Mình cho mình một cơ hội và mình cho người đó một cơ hội. Đừng có làm như là thiếu phụ Nam Sơn hay là anh chàng Trương. Đừng có lặp lại cái lỗi lầm vĩ đại đó. Mà trong hiện tại hàng triệu người đang lặp lại. Hết chưa các? Kiểu này là không có được học thiền vô không thông rồi đó. Vậy thì cái điểm đầu là phải bắt đầu ngay từ đầu. Đừng có đợi. Đừng có đợi đến khi nội kết nó nhiều rồi mới làm. Phải cần tới C. Điều thứ hai mà mình cần phải học đó, là khi mình nói ra một điều gì đó về một người nào thì tốt hơn là mình nói trực tiếp với người đó mà đừng qua trung gian một người thứ hai. Bất đắc dĩ mới nhờ một người thứ hai nhắn. Và có khi mình không có nhắn nhưng người thứ hai nghe rồi về lặp lại với người này. Có khi chúng ta nói một điều gì về một người thứ hai, về một người thứ ba thì chúng ta lại dặn đừng có nói cho anh nó biết tôi nói như vậy. Đừng có nói cho chị đã biết tôi nói như vậy. Đừng có mét thầy. Tất cả những cái điều đó mình phải quán chiếu, mình nói rằng là cái nguyên tắc thực tập là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái cử động và những cái lời nói của mình. Thế khi mình nói ra một câu nào thì mình phải ký tên, nói rằng tôi xác nhận, tôi chịu trách nhiệm về những cái lời mà tôi vừa mới nói. Phải như vậy. Dù là mình ở một mình trong phòng tối. Tại vì tuy không có ai ở trong phòng tối, nhưng mà ít nhất là có hai người. Một là mình, và hai là buộc ở trong mình. Ngày xưa có một cái người đem vàng tới để hối lộ một vị quan. Ông này thanh liêm. Thành ra ông này nói thôi ông đem vàng của ông về đi. Tôi cố gắng tôi giúp ông. Tôi không có lấy vàng của ông làm gì. Thì cái ông hối lộ mới nói rằng là bấm quan lớn. Quan lớn có nhận, cứ nhận cái số vàng này. Có ai biết đâu. Thì ông quan đó trả lời tại sao lại không có ai biết. Tôi biết, ông biết, trời biết và đất biết. Tại sao ông nói không có ai biết? Đó là câu chuyện về xảy ra ở bên Tàu ngày xưa. Vậy thì mình đừng có cái hành động nào
hay là cái lời nói nào mà mình nghĩ rằng không có ai biết, tất cả những hành động của mình phải ký tên. Tất cả những cái lời nói của mình phải ký tên. Và đừng có nghĩ rằng cái người kia sẽ không có nghe, người kia thế nào cũng nghe. Và mình càng dặn giữ kỹ thì cái đó nó lại càng tới mau nữa. Đó là nguyên tắc thực tập, là chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái lời nói và hành động của mình. Có khi mình nói như vậy mà tại sao thầy biết được à? Tại sao thầy không biết? Tại vì thầy có ở trong mình mà. Nếu mình biết thì thầy cũng biết chứ gì nữa. Tại sao phải chia thầy ra làm cái thực thể khác? Thì mình đang thực tập, thầy với mình là một mà, vô ngã mà. Tại sao nói là mình nói cái điều đó đâu có ai đâu. Vậy mà tại sao thầy biết được? Và trong đó có cái hàm ý là trách một người nào đó đã đi mất thầy. Mà trên cái sự thực tập của mình là bất cứ một cái gì xảy ra là tất cả chúng ta đều phải nên biết hết. Bất cứ cái gì nó xảy ra cho một thành phần của tăng thân thì bốn phần của tất cả chúng ta đều biết hết. Mà thầy là một thành phần của tăng thân, thầy cũng phải biết. Và vì vậy cho nên không có cái chuyện giấu giếm. Hay mình nói cái gì thì mình cứ nghĩ rằng cái lời nói của mình đây tất cả mọi người đều sẽ nghe. Cái hành động của mình đây, tất cả mọi người đều sẽ nghe. Đó là cái thực tập của mình. Tức là mình chịu hoàn toàn, mình thề nguyện. Mình chịu hoàn toàn tất cả những cái lời nói và những cái cử chỉ của mình. Tất cả mọi người đều biết cũng vậy. Cả thế gian này đều biết cũng vậy thôi. Phải học cái phương pháp đó. Không phải là khi mình đối diện với một người mà mình phải thực tập cái đó. Khi mình ở một mình ở trong phòng, mình cũng phải thực tập điều đó. Không có cái gì mà trong tương lai nó không có được hiển lộ ra. Cho nên trong khi A mà ngồi với R mà nói về B thì A phải có ý thức rằng tất cả những cái điều mà mình nói với R, B có thể sẽ biết hết. Và vì vậy cho nên A nói rằng tại sao mình phải nói với R, tại sao mình không có tới thẳng với B mà nói, nó an ninh hơn. Tại vì dầu cho R có lặp lại đúng từng chữ của lời mình nói thì B vẫn có thể hiểu lầm mình như thường. Tại cái giọng nói nó đã khác rồi. Cùng những chữ đó nhưng mà cách nói nó cho ta một cái ý, một cái cảm tưởng khác. Những cái câu rất tầm thường nói tại sao không đi ăn cơm đi, mình có thể nói bằng cách khác, nó trở thành một sự trách móc. Mà khi mình nói tại sao không đi ăn cơm, mình có thể nói với tất cả tình thương. Nhưng mà người kia lặp lại cũng những chữ đó, tại sao không đi ăn cơm, nó trở thành một cái trách móc. Tại vì đó là cái giọng nói. Chúng ta phải biết hết tất cả những cái điều đó để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm. Là muốn nói cái gì về B, hãy đến nói trực tiếp. Đó là sự thực tập của A. B cũng vậy. B nghe cái điều gì của R thì phải nghĩ rằng có thể R đã tiếp nhận sai, hoặc cái cách
trao truyền lại của error nó có sai. Vì vậy cho nên tốt hơn hết đó, là mình phải vượt cái hàng rào này đi tới cái A để tìm tới cái nguồn gốc của những câu nói đó hay là những cái hành động đó. Nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có nắm vững được những phương pháp này thì chúng ta không có thể thiết lập được, tạo dựng được một cái tăng thân có hạnh phúc. Mà quý vị đã dư biết rằng nếu không có cái tăng thân có hạnh phúc thì sự chuyển hóa của những thành phần tu học trong tăng thân nó sẽ rất là khó khăn. Nếu chúng ta là error thì chúng ta phải thực tập cho lắm. Nếu chúng ta nghe A nói về B thì chúng ta phải nói rằng tại sao anh không có nói thẳng với B đi. Những cái điều này tôi nghĩ rằng là anh nói thẳng với B đi. Nếu anh muốn tôi nghe thì tôi sẽ đi theo anh, nhưng mà anh nói thẳng với B, tại sao anh nói với tôi làm gì? Nói với tôi thì có thể là tôi nói với người khác, rồi tam sao thất bổ, rồi có sự hiểu lầm. Và liên hệ của chúng ta, giữa chúng ta là liên hệ anh em mà, tại sao chúng ta không nói thẳng? E rồi phải thực tập như vậy. Và trong trường hợp mà error phải báo cáo lại một cái điều mà error thấy cần thiết á, thì error phải nói rằng là em nghe như vậy đó, nhưng mà em không có chắc được. Muốn cho chắc thì anh phải trực tiếp với người kia để hỏi. Có thể là em nghe lầm, có thể người kia nói không rõ. Thì khi mà B tới với A, nó có rất là nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là A có thể có trường hợp giải thích cho B để B tan nội kết. Thứ hai là A thấy A đã lầm lỗi, A tự hối, A nguyện rằng sau này sẽ không làm như vậy nữa. Đó là hai cái lợi rất là lớn. Con đường ngắn nhất là con đường thẳng. Thành ra chúng ta ai cũng là A cả. Chúng ta phải thực tập như là A. Chúng ta ai cũng là B cả. Chúng ta phải thực tập như là B. Chúng ta ai cũng là R cả. Chúng ta phải thực tập là R. Ở trong ta có ba cái nhân vật đó. Và khi mà chúng ta có khuynh hướng tới với C để than thở thì chúng ta phải thực tập với tư cách B. Chúng ta biết rằng chúng ta không có thể tới với A được, tại vì cái nội kết đã quá lớn rồi. Ta phải tìm tới C, mà ta biết rằng con đường đó là con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm, tại vì chúng ta biết rằng C thường thường là cái người mà ta có cảm tưởng là ta có thể liên minh chống A được, ta mới tới. Thành ra mình phải hỏi rằng khi mình tìm tới C, có phải là mình đang tìm tới một liên minh để than thở hay không? Chúng ta thấy có những người, đàn ông cũng như đàn bà, họ gặp nhau là để họ than thở. Họ than thở giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang ngày khác, mà không có bớt khổ gì hết. Cho đến nỗi người kia nghe nhiều quá, nhàm quá, và vậy bên này cứ nói. Thành nó mới có cái câu là biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Thành ra cái chuyện than thở nó không có đi đâu, đi tới đâu hết. Và mình cứ tin rằng mình đau khổ như thế này, mình than thở nó sẽ bớt. Mà than thở này có thể là tứ tập hạt giống trong mình và tứ tập hạt giống trong người kia. Chỉ trừ khi mình đi cầu cứu. Mình đi cầu cứu, mình tới với xe thì tới được, nhưng mà phải tới với cái mục đích là đi cầu cứu. Và phải ý thức được rằng xe không phải là cái thành phần mà mình muốn liên minh để chống lại B. Cái đó rất là quan trọng. Trong tâm thân chúng ta biết đó, là có những thiền sinh họ không có vững chãi gì hết, mà trong sự tu tập thì họ được dạy rất rõ ràng là khi mình không có vững chãi thì mình phải tìm chơi với cái người vững chãi và tránh những cái người không vững chãi khác. Ấy vậy mà mỗi khi có vấn đề, có khó khăn, có khổ đau, họ cứ tìm tới những người không vững chãi để chơi. Quý vị có thấy rõ không? Tại vì đó là khuynh hướng đi tìm một cái tâm hồn bầu bạn để chia sẻ những cái khổ đau. Cái khuynh hướng đi tìm tới những cái người cùng khổ đau như mình, cùng niềm giận như mình, làm khuynh hướng rất tự nhiên của con người. Và mình phải chống lại cái khuynh hướng đó. Khi mà mình cần một người, khi mà mình thiếu vững chãi thì mình phải đi kiếm một người có sự vững chãi để mình tìm tới. Vì vậy cho nên nếu B không có tới với A được thì phải cái C mà mình tìm tới mình phải chọn rất là kỹ. Và với mục đích không phải là để than thở, để liên minh. Không than thở, không liên minh chúng ta biết rằng những cái nhà trị liệu tâm lý đó, họ ngồi nghe người ta than thở rồi họ lấy tiền, tại vì có những người đau khổ quá mà không có biết than thở với ai, trong gia đình nó hoàn toàn biết lấp, thành ra thử ra không có bạn để than thở. Đôi khi có một vài người bạn tới than thở quá, thành ra người đó cũng ngán luôn, không có trả lời telephone, không có dám mở cửa nữa. Thành ra bây giờ phải tìm tới cái chuyên viên nghe than thở. Và ông này phải mở cửa, phải tiếp nhận mình để cho mình than thở, tại vì ông lấy tiền mình. Đó là các nhà tâm lý trị liệu. Và vì vậy cho nên thực tập không nghĩa là than thở, không nghĩa là đi liên minh, mà cầu cứu, cầu viện, cầu soi sáng. Cầu giúp đỡ. Cầu hỗ trợ. Thì C là phải cái người như vậy. C phải ngồi lắng nghe. Lắng nghe để dùng chánh niệm tuệ giác của mình để soi sáng cho B. Và nếu cần thì C hỗ trợ cho B. Hỗ trợ cho B để B có thể trở về với A được và giải quyết những nội kết. Và C cùng đi với B để tới với A. Và như vậy thì C bẻ gãy thế tam giác. Không có bao giờ thế tam giác thành hình được hết nếu mà C thực tập. Trách vụ của B là đừng để cho thế tam giác thành hình. Nhưng mà B có thể không tu, không thực tập, cho nên đã tạo ra hai đường của tam giác. Và bây giờ đây là cơ hội cho C phải làm thế nào để đừng có tạo thành thế tam giác. Chúng ta biết rằng cái sự thật nó không phải là tam giác, nó nhiều hơn tam giác. Tại vì C sau đó có thể đi với D.
rồi D có thể đi với H, nó tạo ra một cái mê mê hồn trận không có thể thoát ra được. Mê hồn trận dịch là maze, tiếng Anh là maze. Bắt đầu từ đầu để cho cái tình trạng không tới được với người kia nó không có xảy ra. Thứ hai là chịu trách nhiệm hoàn toàn về thân và khẩu của mình. Và cái người mà biết lãnh trách nhiệm về những cái lời của mình và cái hành động của mình thì không cần phải dặn là đừng cho người kia biết. Cái người thực tập không có cần phải dùng cái đó. Và đối với B, ngoài cái sự thực tập hai cái đầu còn phải thực tập là mình không có đi tìm C để than thở, không có tìm người liên minh, mà mình tìm tới một người mà với người đó mình có thể cầu xin được sự soi sáng cho mình. Đôi khi người đó soi sáng cho mình hết dẫn A liền lập tức, khỏi cần tới A, tới A. Nếu tới thì nói xin lỗi chị, hôm trước em hiểu lầm chị, em có tội lắm, nhưng mà nhờ nhờ C thành em hiểu được, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Và cầu hỗ trợ. Chúng ta phải thực tập cho thật vững chãi, để sau này chúng ta mới có khả năng xây dựng cái tăng thân. Chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ dạy cho những người khác, họ làm như vậy thì mới có hạnh phúc được. Cái hạnh phúc trước hết là hạnh phúc của chính chúng ta. Vậy thì khi chúng ta nói hay khi chúng ta viết thơ, thì chúng ta nên nhận cái trách nhiệm của lời chúng ta nói và lời chúng ta viết thơ. Tại có những câu chúng ta viết, 30 năm sau, chúng ta sẽ đọc lại. Mà cái câu đó sẽ do một người khác đưa cho chúng ta đọc lại. Mà chúng ta không có ngờ cái người đó có thể đọc được cái câu thơ đó, câu trong lá thơ đó. Thành khi mà viết thơ thì nên nghĩ rằng cái thơ này tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ đọc. Và chúng ta có cái chánh niệm đó thì lá thơ của chúng ta sẽ là một lá thơ đúng chánh pháp.
khi mà mình nói ra một cái điều mà mình không có chịu trách nhiệm với cái điều nói đó, thì nó có thể đưa ra tới 100.000 cái sự rắc rối sau này. Và khi cái người kia biết được, thì mình sẽ tự hỏi, không biết ai đã mắc. Thì mình nói ai mà mắc nữa, chắc là nó chứ ai nữa. Rồi mình nghi bậy, nghi bà, nghi người này, rồi nghi người kia. Mình nghi mình không có nói ra, người kia lãnh đủ. Người kia có thể là hoàn toàn vô tội, nhưng mà mình nghi cho người kia. Rồi mình không nói chuyện với người kia, mình không có chơi với người kia, mình không có nhìn người kia. Tội nghiệp cho người ta biết bao nhiêu mà kể. Và khi mình nghi thì không phải là mình chỉ nghi cho một người, ngày mai mình có thể nhìn người khác cũng thấy khả nghi, hay là nó. Thì cái người mà khổ đầu tiên là cái người đang nghi, và người đó làm khổ luôn cả những người bị nghi. Thành ra tốt hết là nên nói rằng tất cả những điều ta nói, ta cầm bằng như tất cả thế gian này đều nghe. Và vì vậy cho nên ta tránh được không biết bao nhiêu là cái khổ đau cho nội tâm và cho những người xung quanh ta. Thành ra thiền phái Ngô Vô Ngôn Tông phải đợi tới Chủ Nhật. Nhưng mà Chủ Nhật hồi Thủy Tiên. Và chúng ta pháp đàm cho kỹ lưỡng về về cái đề tài tam giác này. Chúng ta đem những cái kinh nghiệm có thật ra, chúng ta nói với nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng pháp môn rất là mầu nhiệm mà chúng ta có thể làm được. Và chúng ta đem ra, chúng ta thực tập ngay trong cái tăng thân của chúng ta. Và chúng ta có thể trở nên cái đối tượng niềm tin và chỗ nương tựa cho chính chúng ta và cho không biết bao nhiêu là người khác. Mời đại chúng đi thiền hành.